Để lên em này nhá. Chiều che nha các bạn nha. 6 chuông. Trời hơi chói nè. Ơi ăn rác 4 mét đấy. Một buổi chiều ăn liu tiêu, ăn leo teo. Ủa ơi, đấy, chuẩn bị lên em này nhá. Của nghệ nhân giáo sư Trình chuyên sản xuất diều một buổi chiều và ấu cháo. Cháo và ấu cháo một ngày ăn có thể ăn làm được 3 con diều và 7 bụi cháo. Ăn thử tự nhiên cũng có con ăn xe chỉ vào 9 cộng chỉ ăn có con áo đen của ấy của ăn này về giờ sao bán công anh giờ đầu với lên quay rồi bắt đầu ra thôi đang mở cái đó bán đâu vậy không là khó khăn là tăng chuyển sao. Công đoạn này rất là họ chỉ tỉ mỉ nhé. Công đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ chỉnh chu. À, giao dư ra. Đây, chân trái các bạn ạ. Lần rưỡi. Nhìn sao ly 2 vậy? Tiếp ly rưỡi ra ngoài. Đây là giáo sư mà. Ngoài đi coi chút lần giáo sư không? Tất cả loại nhiều. Từ bản thiết kế cho tới là con mà nó lại ở đầu luôn cái đầu muốn ra đập con diều là ăn một cái tờ giấy để cắt tông á về tắt bắt đầu ăn nó mới đè lên vải. Đây nối tùm lum phải xuống nó sợ dông các bạn. Bắt đầu ăn mới bẻ vải, bắt đầu nó ăn mới cắt ra. Cắt ra xong rồi ăn đi vắt sổ, mà vắt sổ máy cũng chịu âm á thì nó thích. Đây tiếp thêm con này. Đầu trâu bẹn. Đập luôn cái cục cơ đấy. Cắt đi nó mới kêu đã lắm. Nếu ông đang bảo là con làm thì nó làm hả? Có hai con đứa rồi. Nào bảo không phải chứ, không phải mà nó đập thảo xuống. Ông Thanh bảo đập cháo xuống, con đập luôn. Con đập đi, tối con về con đâu. Này, dông đen xì cũng đang xuống rồi đấy. Con về con đâu, mai con về con lên TV, con thấy TV con đập cháo à. Em rồi. Đang công đoạn chiếm cháo. Mai bữa nó mới có. Chắc phải 3-4 hôm nữa mới... con bây giờ đi chơi lên con này rồi. Này thứ bảy chơi 2 con luôn á. Tân Hòa đâu? À, Vân Long á.
em có rồi, củ hạnh đang gắn cháo chuông vào nha, công đoạn của củ chuông chuông đen chuông đen 55 bộ nhân đứng quá ông hạnh ơi, đợi đứng quá. Rồi tung vào bay được chưa? Lên! Phết đấy, nó đẹp đấy. Úi trời, úi trời, nó chạy, chạy như là tên luôn. Úi trời. Ôi, chưa cất đi. Cất đây này. Đấy. Con này đang muốn vướng dây này. Đấy, em vướng hai cái sợi dây đồng đồng rồi. Đang vướng dây không ấy được. Quá đông người luôn. Chống.